về những vấn đề cụ thể liên quan đến trách nhiệm của các ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc trả lời các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Về hai nội dung chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung rất cao, liên tục rà soát từng công việc cụ thể và chỉ đạo rất quyết liệt. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, nên mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng kết quả giải phóng mặt bằng trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm đến chỉ đạo triển khai đều rất bài bản, nhưng các khâu còn yếu là phối hợp giữa chủ đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp huyện và ban giải phóng mặt bằng chưa tốt. Việc truy trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra vướng mắc chậm trễ giải phóng mặt bằng chưa tới cùng, chưa quyết liệt. Nói chung là công tác giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm chưa đáp ứng được yêu cầu. Và trách nhiệm đó trước hết thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúng tôi nhận cái trách nhiệm đó. Và trong cái trách nhiệm đó thì yếu kém nhất là cái khâu phối hợp giữa các đơn vị, giữa chủ đầu tư và các huyện, và cái trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong cái việc là truy đến cùng và xử lý trách nhiệm đến cùng đối với các cái đơn vị mà không đảm bảo. Cùng với nó là trong cái hệ thống của chính quyền thì có trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban huyện trong cái việc là truy đến cùng, xử lý đến cùng đối với Hội đồng nhân dân mặt bằng, đối với chủ tịch xã mà không hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, thì cái này là chúng ta cũng phải rõ như thế. Như vậy là trong cái vấn đề điều hành là có cái vấn đề là chúng ta chưa xử lý rõ trách nhiệm. Chứ còn bài bản giao nhiệm vụ rồi, nếu như mà là chuyên nghiệp, nếu như mà là công chức bộ máy chúng ta chuyên nghiệp thì những cái việc đó không phải bàn lắm. Có nhiệm vụ rồi, có phân công rồi, có giải pháp rồi, có chỉ đạo rồi, không có vấn đề gì nó vướng. Ngoài những hạn chế yếu kém nêu trên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nêu rõ công tác tuyên truyền, công khai chính sách về giải phóng mặt bằng chưa tốt, nhiều nội dung chưa đến được với người dân nên chưa tạo được sự đồng thuận. Vì vậy tới đây cần phải tăng cường về những vướng mắc trong việc bố trí xây dựng các khu tái định cư. Vấn đề cốt lõi là phải bố trí đủ kinh phí. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tính đến các nguồn có thể huy động như trích từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng dự án, vay quỹ phát triển đất, khai thác quỹ đất ở những vị trí phù hợp. Về thời hạn đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng có rút ngắn được thời gian hay không thì yếu tố con người là quyết định. Thủ tục theo lý thuyết là 200 ngày. Nhưng mà trên thực tế, nếu anh chăn trở, anh biết gối vụ các cái công việc, anh biết đấy thì có thể chỉ 150 ngày. Nhưng mà nếu như không biết, nếu như mà thậm chí là cố tình, không trình, không làm thì 400 ngày cũng không xong được. Liên quan đến vấn đề quy hoạch và đầu tư các dự án thủy điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, tiêu chí quy trình thẩm định phê duyệt các dự án rất rõ ràng, chặt chẽ. Tuy nhiên, một số tiêu chí khó xác định ngay từ khi khảo sát và thẩm định, mà chỉ khi triển khai mới bộc lộ rõ. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quan điểm dừng các dự án nhỏ, điều kiện chưa đảm bảo, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức thẩm định chặt chẽ đối với từng dự án. Giao Sở Công Thương phối hợp nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân tái định cư, đề xuất phương án khắc phục các hạn chế bất cập, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 7. Đối với nhóm ý kiến thảo luận của các đại biểu về tình hình nhiệm vụ của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phân tích đánh giá kỹ về chất lượng tăng trưởng gắn với kết quả thực hiện 5 chương trình trọng tâm và sơ kết giữa nhiệm kỳ. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu các giải pháp ngắn hạn, cụ thể như cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích các sản phẩm có khả năng tăng trưởng cao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giải thích làm rõ thêm các giải pháp trọng tâm đối với từng lĩnh vực, nêu rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp và khẳng định quyết tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cường quản lý nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các ngành rà soát các cơ chế chính sách để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và phát huy hiệu quả. Đối với nhóm ý kiến về các dự thảo tờ trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu giải trình cụ thể từng nội dung. Về mục tiêu nhiệm vụ cuối năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 15% như nghị quyết số 74 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, thì 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng 19% trở lên. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, cần phải nỗ lực quyết tâm cao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số giải pháp. Theo dự báo, thì 6 tháng cuối năm,
cái nền kinh tế truyền thống của chúng ta vẫn tăng trưởng khá, và có một số các sản phẩm mới như dầu ăn, như thép, như thủy điện, những cái sản phẩm mới. Nếu lọc hóa dầu mà đạt được cái công suất như dự kiến hiện nay, tức là khoảng hơn 4 triệu đến 4 triệu 3 đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ hoàn thành cái mục tiêu tăng trưởng là 15% trở lên. Để hoàn thành cái mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, và chúng tôi cũng đề nghị là các cấp các ngành tập trung vào một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất đó, là về ngắn hạn là phải tập trung chỉ đạo hỗ trợ cái sản xuất kinh doanh. Vấn đề thứ hai là tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản. Ủy ban tỉnh đã thành lập cái đoàn kiểm tra về thủ tục đầu tư do giám đốc sở kế hoạch đầu tư làm trưởng đoàn, sẽ kiểm tra cái việc thực hiện các thủ tục đầu tư ở các sở về các cái dự án. Thứ ba là tập trung triển khai các giải pháp để tăng thu, tiết kiệm chi. Vấn đề thứ tư là phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các cái nhiệm vụ đã triển khai trong kế hoạch hành động đầu năm. Vấn đề thứ năm là triển khai có hiệu quả các cái cơ chế chính sách về văn hóa xã hội và thực hiện các cái nghị quyết Trung ương 6. Sáu là tăng cường quản lý nhà nước về phát triển đô thị. Trong 6 tháng cuối năm thì như chúng tôi đã báo cáo đấy, thì ủy ban sẽ tăng cường cái kiểm tra để làm nào để các cái nhiệm vụ chúng ta được thực hiện một cách là nghiêm túc và có hiệu quả. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng dân tỉnh khóa 17 đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban dân tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Song Hoan, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ, và đồng chí Lê Như Tuấn, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội. Bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Biện, giám đốc Sở Ngoại vụ tham gia ủy viên Ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở xem xét thảo luận các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban dân tỉnh trình, tại kỳ họp thứ 6, với tinh thần thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết của kỳ họp. Đây là những văn bản hết sức quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa các mục tiêu nhiệm vụ và các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian tới.